Nhưng mà nếu các bạn là những người đã từng thành công thì các bạn sẽ biết rằng sự thành công của các bạn là do nhờ phước, chứ nó hoàn toàn không phải do tài cán của các bạn. Những người mà thành công lớn, người nào người ta cũng nói, sẽ nói cho các bạn biết rõ cái điều đó. Bởi các bạn thấy không, ngay như một cái người mà gọi là một ông tướng hay là ông vua mà khi còn làm tướng là Napoleon, là một tướng đại tài giống như Napoleon, mà ông còn nói rõ như vậy nè: để thành công hay là để chiến thắng, tài cán của quý vị chỉ có 50% thôi, còn may mắn của quý vị là nó chiếm tới 50% lần đó. Các bạn thấy những người mà người ta có thực tài đó, người nào người ta cũng nói giống vậy đó, chứ không có ai nói là ô tôi có thực tài cho nên tôi làm là tôi phải thắng. Không có, nó không đơn giản giống như mà các bạn nghĩ. Người mà có thực tài, người ta sẽ biết được cái khả năng của người ta làm được cái gì hay là người ta không làm được cái gì. Mà sự thật là đa số những người mà họ thành công đó là họ làm toàn là bằng may mắn không à. Vì các bạn thấy giống như cái thằng hãng cà rem mà hai cái đó chứ, là do hai người mà họ ngủ quên, họ trộn, họ làm kem của blueberry, của xin lỗi, của bluebell á, nhưng mà họ ngủ quên sao mà nó cái kem nó trộn lên, mà lúc họ ăn nó họ thấy nó còn ngon hơn cái kem bluebell nhiều. Chính vì vậy họ ra họ thành lập cái công ty của họ, họ còn giàu có và phát tài còn nhiều hơn là bluebell nữa. Thì các bạn thấy có phải là may mắn không? Người ta đã tính rồi, tức là trên 50% cho tới 70% những người thành công lớn đều là do thành công hên, tức là ăn hên không à, may mắn không à, chứ không phải họ thực sự họ có tài rồi họ làm ra. Có cái số có tài mà làm thành công có, chứ không phải không có, nhưng mà ít lắm, cái đó các bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn mà do may mắn thắng, tức là ăn hên á, nó chiếm tới 70% rồi. Vậy vậy thì cái điều này nó nói lên cái gì? Có nghĩa là khi mà cái phần phước của họ tới thì tự động nó bưng hai tay nó dâng lên cho họ để họ thành công. Họ có muốn không thành công họ cũng không được, họ cũng bắt buộc phải thành công thôi. Bởi vì đó là cái phần phước của họ họ đã làm rồi, bây giờ họ phải hưởng. Có muốn không không hưởng họ cũng sẽ hưởng. Đơn giản vậy đó. Ok. À. Thành ra các bạn hiểu được cái điều này rồi đó, các bạn thấy nó thoải mái lắm. Thì chúng ta thấy đó là những cái chuyện mà thành công này đó, nó không có nằm trong cái khả năng của mình đâu. À, sự thật là nếu mình có tài thì những gì mình làm mà nó thuộc về cái lĩnh vực của mình á thì mình dễ thành công, cái điều này là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà để thành công vượt bậc đó thì nó phải có cái phần phước để mà mình được thành công vượt bậc, chứ không phải là mình muốn là được. Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật.